Cáo phó cha An Phong Sô Phạm Gia Tụy, dòng Chúa Cứu Thế. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25, cáo phó. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin cha An Phong Sô Phạm Gia Tụy, dòng Chúa Cứu Thế, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1934 tại Kim Bản, Hà Nam. Khấn dòng ngày 17 tháng 7 năm 1955, lãnh sứ vụ linh mục ngày 6 tháng 1 năm 1962, đã an nghỉ trong Chúa lúc 3 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024 tại nhà hưu dưỡng tỉnh dòng với 90 năm làm con Chúa trên trần gian, 69 năm sống lời khấn dòng và 62 năm thi hành sứ vụ linh mục. Nghi thức tận liệm và thánh lễ cử hành lúc 15 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024 tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 6 giờ sáng thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2024 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn. Sau thánh lễ an táng, thi hài cha An Phong Sô sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Xin cầu nguyện cho cha An Phong Sô Phạm Gia Tụy, văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kính báo. Tiểu sử cha An Phong Sô Phạm Gia Tụy, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1934 tại Kim Bản, Hà Nam. Ngày 13 tháng 8 năm 1946 gia nhập đệ tử dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Năm 1951 vào đệ tử viện dòng Chúa Cứu Thế Huế. Ngày 16 tháng 7 năm 1954 vào tập viện dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt. Ngày 17 tháng 7 năm 1955 khấn lần đầu trong dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Ngày 6 tháng 1 năm 1962 lãnh thừa tác vụ linh mục tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Từ năm 1962 đến năm 1967 làm phó giám đốc đệ tử viện dòng Chúa Cứu Thế Huế. Từ năm 1968 đến năm 1969 làm phó giám đốc đệ tử viện dòng Chúa Cứu Thế Chợ Lớn. Từ năm 1969 đến năm 1971 làm phó giám đốc đệ tử viện dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức. Từ năm 1971 đến năm 1976 làm chánh sứ và tuyên úy nhà tù Côn Đảo. Từ năm 1976 đến năm 1979 làm mục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Từ năm 1979 đến năm 1984 làm phó sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, kiêm đặc trách lớp dự tập dòng Chúa Cứu Thế sống tản mát. Từ năm 1984 đến năm 1986 làm giám đốc học viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Từ năm 1986 đến năm 2003 làm giám tập dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, kiêm linh hướng tại Chủng viện Hà Nội và làm cố vấn tỉnh dòng từ năm 1993 đến năm 1999. Từ năm 2003 đến năm 2008 làm giám đốc học viện dòng Chúa Cứu Thế kiêm cố vấn tỉnh dòng. Từ năm 2008 đến nay làm thành viên dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 9 tháng 11 năm 2024, cha An Phong Sô Phạm Gia Tụy đã được Chúa gọi về với Người. Sau 90 năm làm con Chúa trên dương thế, 69 năm sống lời khấn dòng và 62 năm trong thừa tác vụ linh mục. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời cha An Phong Sô hầu như được dành trọn cho sứ mạng đào tạo tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, nên Ngài cảm nhận thế này: ngay từ ngày vào đệ tử, tôi đã ý thức phải đi giảng và loan báo Chúa Kitô. Tạ ơn Chúa đã cho tôi làm tu sĩ linh mục thừa sai của dòng thánh này. Niềm vui của tôi là có mẹ Maria
và cha thánh Alphonso. Hoàn cảnh lịch sử gây nên những lo lắng, những bất ổn và xáo trộn, khiến tôi như thể phải chọn lại đặc sủng và sứ vụ. Nhưng khuôn mặt của những anh em trẻ mà tôi yêu mến, cùng với những khó tính của tôi, đã đẩy tôi rất mạnh vào sự kiên trì. Vì đời sống ơn gọi dòng Chúa cứu thế là rất đáng sống. Nên cảnh khó khăn càng thấy ơn Chúa, chứ không bao giờ có chút hồ nghi nào. Cảm ơn Chúa cứu thế, cảm ơn mẹ Maria, cảm ơn Thánh Tổ, cảm ơn anh em trong dòng, cảm ơn các anh em trẻ đã cho phép tôi cùng đồng hành nhiều năm. Xin lỗi đặc biệt vì những khó tính của tôi. Nay Chúa gọi cha Alphonso trở về với Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp, Thánh Tổ Alphonso cũng là thánh bảo trợ của Ngài và các thánh trong dòng, cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Alphonso sớm hưởng vinh quang nước trời. Ngợi khen Chúa Giêsu và mẹ Maria, văn phòng tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam.